Hi, xin chào các bạn đến với kênh Vườn Như Ngọc Tây Úc. Hôm nay là ngày 6 tây tháng 9, 2021. Hôm nay là Tây Úc là cái tuần đầu tiên của mùa xuân đó các bạn. Nhiệt độ hôm nay là 24 độ, thì rất là ấm. Và ngày mai đó là nó lên tới 28 độ luôn đó các bạn. Thì hôm nay đó mình xin chia sẻ với các bạn cái loại cây mà rất ít người Việt biết đến nó. Nó là rau nhưng mà được sử dụng như là một loại trái cây để làm phong phú hơn hương vị của những cái loại bánh ngọt. Đó là cây đại hoàng. Tên tiếng Anh của nó là Robert. Cây đại hoàng này đó mình trồng được một năm rồi đó các bạn. Các bạn thấy nó to ơi là to luôn nè. Thì năm ngoái đó, cũng vào tháng 9 đầu mùa xuân này nè, thì mình thấy trong LD đó họ bán cái củ thì có 7 đồng một củ thôi. Mình thấy cái củ nó rất là to và nó mình cũng chưa bao giờ là trồng cái cây này hết, nhưng mà mình có ăn thử cái bánh đại hoàng này, nó rất là ngon các bạn, cho nên mình muốn đem về mình trồng thử. Thì khi mà mình mua về đó, mình ngâm ở trong nước rong biển đó các bạn, rồi cái mình quên luôn, tới cái một tuần sau luôn á mà nó cũng không chết nữa. Nó còn mọc thêm những cái nhánh mới nữa. Cho nên đó mình mới đem ra đằng trước sân đó, mình bỏ nó xuống đất. Thì đây là sau khi được trồng một năm nè. Các bạn thấy nè, cái lá nó quá trời to luôn. Thì nguyên cái cây đại hoàng á, nhất là cái lá nó là có độc tố nha các bạn. Chỉ sử dụng được duy nhất là cái cọng thôi. Thì cái cọng này mình rửa sạch, mình sắc nhỏ. Thì mình chưa bao giờ sử dụng thử cái nhánh này hết, nhưng mà cái bác hàng xóm á thì bắt tay, cho nên rất là thích ăn cái này. Thì mình hỏi là ăn như thế nào, thì bác nói là chỉ cắt ra rồi trộn đường vô rồi bỏ lên trên bếp đó, rồi mình nấu cho cỡ 15 phút, khi mà nó mềm ra đó thì mình thì bác ăn với bánh mì. Thì bác thích, rất là thích, cho nên mình cũng mấy tuần trước đó mình có cắt mình cho bác. Thì mình chưa có ăn thử, mình chỉ ăn thử bánh ở ngoài shop bán thôi. Hết á, mình muốn giới thiệu với các bạn về cái cây này và cái cách trồng cây này. Thì cây này nó là một cái cây dược thảo nữa đó các bạn. Thì mình tìm hiểu thì trong thân của cây đại hoàng nó chứa rất là nhiều nước, chất xơ và vitamin và khoáng chất. Thì giống như là axit nè, protein, kali, canxi, magie và vitamin C. Củ rễ thì được dùng trong đông y để trị nhiều bệnh đó các bạn. Thì các bạn có thể Google để tham khảo thêm. Nó rất là tốt cho đường ruột và những người bị bệnh trĩ đó các bạn. Thì còn về cách trồng thì cái cây này mình thấy là cũng tương đối là dễ trồng. Nếu các bạn trồng từ hạt thì ít nhất là 2 năm thì mới thu hoạch được. Còn trồng từ mà cái củ như mình đó thì một năm là có thể thu hoạch được rồi các bạn. Thì các bạn thấy là trong vòng một năm mà cái cọng và cái lá nó rất là to, thì cái lá đó nó hấp thụ ánh nắng mặt trời và nó chuyển hóa chất để nuôi cái thân mà cái rễ, cho nên cái lá nó rất là quan trọng. Cái lá càng to thì cái thân nó sẽ càng to. Thì nhưng mà mình không có nên hái nhiều quá các bạn. Nếu mình hái nhiều quá thì cái cây nó sẽ phát triển chậm lại. Cho nên mình chỉ hái một vài lá ở xung quanh. Thì mấy tuần trước đó mình hái những cái lá mà nó sát gốc đó, mình không có muốn nó sát, nó sẽ làm cho cây bị nấm này nọ, nó tùm quá đó, cho nên mình bẻ bớt rồi. Thì bây giờ là sau 3 tuần nó ra rất là nhiều lá mới và to nữa, cho nên mình sẽ ngắt thêm một đợt nữa. Mình chỉ ngắt maximum là 30% của cái cây thôi, mình không có nên ngắt nhiều quá. Và cái cách ngắt là mình nắm nguyên cái cọng ở sát vô trong cái gốc đó, mình kéo nó, không có nên dùng kéo cắt ha các bạn. Khi mà mình dùng kéo mình cắt cái nó rất là dễ bị thúi và nó sẽ lan ra những cái nhánh khác. Và có 5 điều quan trọng mà các bạn cần nhớ là khi trồng cái cây này. Điều quan trọng thứ nhất là cây này nó thích nhiều nước. Vì cây nó 80% là nước nên càng tưới càng nhiều thì cây nó càng to càng tốt. Thứ hai đó
thì cây này nó thích hợp với thời tiết ôn đới hoặc là cận nhiệt đới đó, bởi vì nó cần một mùa đông lạnh để phát triển thân nhánh. Nên ở Việt Nam tốt nhất là nên trồng ở trên những cái vùng núi mát mẻ như là Sapa hay Đà Lạt đó các bạn. Còn những cái vùng mà lạnh quá đó, ôn đới lạnh quá thì vô mùa đông cây nó sẽ chết và vô mùa xuân thì nó sẽ mọc lại. Còn những vùng cận nhiệt đới giống như là như Úc này á thì mình trồng cũng ok. Thì vô mùa hè đó cái cây nó rất là còi cọc các bạn. Nó những cái lá nó héo hết trơn mà khô, nó quá nóng luôn á. Nhưng mà bắt đầu vô thu mát mẻ thì bắt đầu cây nó tốt trở lại, và vô đông á, thì cây nó mọc rất là xanh tốt luôn. Tại vì mưa đó các bạn, nó rất là thích nước. Thì còn điều thứ ba đó là cây nó thích đất acid. Thì cái pH là từ 5.5 tới 6.5 và nó thích đất cát các bạn, thất thoát nước tốt. Cho nên mình trồng cái chỗ nào mà nó rất là ghét mà dễ bị úng rễ lắm. Thì trước khi trồng đó các bạn chuẩn bị đất trước mấy tuần, trộn với phân bò, phân trụ hay compost hay là những cái chất cung cấp những chất dinh dưỡng cho nó, rồi các bạn hãy bỏ cây xuống. Còn điều quan trọng thứ tư là cây nó phát triển rất là to, thì các bạn phải chừa chỗ cho nó một cái chỗ rất là rộng, bởi vì cái cây các bạn thấy nè, nó phát triển quá rất là to luôn. Thì nếu mà các bạn trồng trong chậu á, thì các bạn phải lựa một cái chậu thiệt là to thì cái cọng nó mới to được và thì nó mới tốt. Thì vì cái rễ của cái cây này nó cũng đi rất là sâu nữa nha các bạn, cho nên các bạn chọn cái chậu nào mà to và sâu á, là tốt nhất ha. Còn điều quan trọng thứ năm á, cũng là điều quan trọng cuối cùng, là các bạn phải cắt cái hoa để mà cây á, tập trung chất nó phát triển thân rễ lá. Các bạn thấy nè, mình trồng một cái củ thôi đó mà bây giờ nó mọc ra rất là nhiều cây mới. Mỗi một cái cây, một cái cụm như vậy là một cây đó các bạn, thì nó mọc tới 3-4 cái đó, và mỗi một cái cây đó nó lên hoa, thì mình phải ngắt bỏ hết những cái hoa đó để cho cây nó không có bị mất chất ha. Tại vì khi mà cây nó tập trung vô nó phát triển hoa đó thì nó sẽ thì cái nhánh nó sẽ nhỏ lại. Cho nên mình cắt hết những cái hoa. Thì nếu mà các bạn muốn mà thu hoạch hạt mà để gieo thì các bạn có thể để hoa. Còn nếu không thì cắt bỏ hết ha. Thì hôm nay đó mình ngắt những cái nhánh đó và mình sẽ đem vô mình rửa sạch và mình cắt bỏ hết cái lá nha các bạn. Mình chỉ ăn cái cọng thôi. Những cái lá này đó thì mình sẽ bỏ vô trong thùng compost, và những cái cọng đó thì mình sẽ cắt ra và mình sẽ nấu ăn thử.